Chào cả nhà. Hôm nay buổi sáng ra thăm vườn sung Mỹ thì phát hiện những cây sung Mỹ của mình nay ra trái rất là nhiều. Nên sẵn rồi vui để chia sẻ cho mọi người cùng coi cho vui ha. Thì đây là cái giống sung Mỹ mà cái trái của nó màu tím đậm nha cả nhà. Còn ở trong ruột á thì nó màu đỏ tươi. Giống sung Mỹ này rất là to và ăn rất là ngọt. Mà bên cạnh cái sự to và ngọt thì cái vẻ đẹp của nó từ ở vỏ trái vào bên trong ruột ha, cũng sẽ rất là hút hồn. Đây, cả nhà thấy là mình trồng trong cái bịch rất là bé và hầu như là không cho bón phân gì hết, nhưng mà cây vẫn cho trái nha cả nhà. Thì sung Mỹ là một trong những cái giống cây cực kỳ dễ trồng và dễ chăm sóc. Theo mình trải nghiệm mình trồng, mình thấy hầu như là mình không có tốn thời gian cho những cái em sung Mỹ này, tự mấy em nó lớn lên rồi tới ngày tới tuổi tự ra trái. Đó, những cây này ở trong cái bầu đất rất là bé, không có cho chăm sóc gì hết á, tại vì số lượng rất là nhiều nên là mình cũng không có mà chăm chút cho từng em được, nhưng mà mấy em vẫn phát triển rất là xanh tốt và cho những cái trái rất là dễ thương. Đi ra quay thấy cái cặp mà bướm bướm này mà mình quay sát cái điện thoại vô mà nó cũng vẫn nằm bên ru, nó không sợ con người cả nhà ơi. Đó. Đây, cây này cũng có trái nữa nè. Đây mình muốn giải đáp là có những người hỏi là trồng sung Mỹ có khó không? Thì theo mình trải nghiệm mình thấy rất là dễ nha cả nhà. Rồi bây giờ mình chia sẻ cả nhà coi cây nho của mình nha. Đây là cây nho. Cây nho này á là cây nho móng tay. Mình trồng ở trong cái bầu đất này á, cái miệng của nó chỉ có 20 thôi, chưa tới 20 cm. Nhưng mà cây thì phát triển rất là tốt. Đây là cây nho móng tay, cây nho vũ nữ. Mình trồng nay là gần 3 tuần và cây nó phát triển cực tốt luôn cả nhà. Mình quay cho cả nhà coi nha. Nó cao. Mình đứng như vậy là nó cao hơn mình, có nghĩa nó cao khoảng 1,7 m. Đó, sắp leo lên tới vàng rồi. Thì cái giống nho này á mình thì chưa trồng có trái, tại vì mình chưa có trồng nó, nhưng mà theo mình thấy á, cái sự phát triển thì thích nghi khí hậu nóng của mình thì nó rất là tốt nha cả nhà. Đó, cây phát triển rất là khỏe mạnh mà hầu như không có sâu bệnh gì hết, cứ thế là lớn lên với một cái bầu đất rất là bé, tại vì mình chưa có ra bầu bự. Chứ đúng ra nho là phải trồng hả cái chậu bự, mình mới trồng tạm thời thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà.